Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội Quán Thế Âm năm 2023, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú đã được tổ chức nhằm góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đặc biệt là sự tái hiện thành công nét đẹp văn hóa độc đáo của phong tục xin chữ, cho chữ của người Việt. Trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội Quán Thế Âm, người dân và du khách rất ấn tượng với gian hàng của Hội Hán Nôm thành phố Đà Nẵng, cùng chiêm ngưỡng và tham gia trải nghiệm nghệ thuật thư pháp trong phong tục xin chữ. Không chỉ là thể hiện sự mong muốn mang lại những điều tốt đẹp như phúc, tâm, bình an, lộc tài, mà qua từng nét bút của thầy đồ còn thể hiện nghệ thuật thư pháp cùng với cái tâm trong sáng, tao nhã. Thông qua cái hoạt động này, chúng tôi cũng muốn lan tỏa cái tinh thần bảo tồn cái bản sắc văn hóa, và đặc biệt là bảo tồn cái chữ Việt cổ, không? Để mà giúp cho bà con, anh em và du khách đọc và hiểu được một số cái chữ cổ của ông cha ta lại để lại là như thế. Thông qua con chữ xin được, người dân và du khách gửi gắm tâm nguyện, mong cầu cho một năm mọi sự hanh thông hoặc lời tâm niệm, lấy chữ để rang mình, phát nguyện ý chí giữ gìn nhân cách, phẩm hạnh, trí tuệ, đạo đức. Đặc biệt trong không gian lễ hội linh thiêng, việc gắn kết gìn giữ được nét văn hóa này thật đáng quý. Hôm nay tôi đến với lễ hội Quán Thế Âm cũng như mọi năm là tôi muốn xin chữ bình an cho gia đình và cho tất cả mọi người. Đây là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa tới giờ. Tục xin chữ và cho chữ là một nét đẹp, là dấu hiệu của niềm tin, tạo mối giao lưu văn hóa trong cộng đồng, cùng nhau hướng tới cái chân thiện mỹ. Nét đẹp độc đáo ấy hy vọng sẽ tiếp tục được phát huy, có phần tạo nên thành công của một lễ hội Quán Thế Âm hòa quyện giữa tín ngưỡng đạo pháp và giá trị dân tộc.